Thưa quý vị, xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, huyện Châu Thành đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo. Theo đó, hàng năm các xã thị trấn đều tiến hành kiểm tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, đưa ra những giải pháp và chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác giảm nghèo, với hình thức và nội dung ngày càng phong phú nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Huyện Châu Thành thực hiện đồng bộ các chính sách về vay vốn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Các ngành đoàn thể và chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Từ những kiến thức được trang bị tại các lớp dạy nghề, tập huấn cùng với các nguồn vốn vay, nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dần ổn định cuộc sống, dần lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, là vùng sản xuất rau màu lớn nhất tỉnh An Giang, phát huy lợi thế đó, xã Kiến An, huyện Chợ Mới cũng đã hình thành nhiều điểm tập kết thu mua rau màu, góp phần giải quyết đầu ra sau thu hoạch cho nông sản và giúp tạo công ăn việc làm cho cả trăm lao động tại địa phương. Hàng ngày, thông qua các điểm tập kết, xã Kiến An, huyện Chợ Mới cung cấp ra thị trường từ 50 đến 60 tấn rau màu các loại. Tại điểm tập kết rau màu khu vực Phà Thuận Giang, ngoài là vựa rau lớn nhất, đây còn được xem là điểm tập kết nông sản được hình thành sớm nhất so với các vựa rau còn lại trên địa bàn xã Kiến An với gần 30 năm hoạt động. Mỗi ngày, chỉ riêng điểm này thu mua trên 20 tấn. Rau màu sau khi thu gom và tập trung về đây sẽ được phân loại, lựa chọn và giao cho các đầu mối khắp các chợ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và sang Campuchia. Đối với các vựa rau trên địa bàn của xã thì có 59 vựa rau lớn nhỏ. Đây là một cái điều rất là gọi là hiệu quả, là nó cũng góp phần rất lớn vấn đề về cái khó khăn của địa phương là như vậy, cái liên kết để đầu ra nó giải quyết một phần lớn vấn đề cái nông sản chở đi tiêu thụ các tỉnh trong nước đó. Rồi hai đó là có một số mặt hàng như là cái cải thù xài thì xuất sang được sang Campuchia. Cái điểm này á thì nó cũng giải quyết luôn là vấn đề về là thu mua ở các huyện bạn như là ở bên cái huyện Phú Tân và kể cả là cái huyện bên Đồng Tháp như là cái xã Tân Long. Không chỉ thu mua rau màu tại địa phương, các tiểu thương nơi đây còn thu mua đến những xã khác như Mỹ Hội Đông, Mỹ An, Kiến Thành, Hội An, mỗi ngày khoảng 4 tấn rau củ các loại. Nếu trước đây đợi đến ngày thu hoạch, thương lái và các đầu mối mới xuống gặp người dân ngã giá thu mua thì hiện nay thương lái đến đặt hàng bà con nông dân ngay sau khi xuống giống, vừa đảm bảo nguồn nông sản ổn định cung cấp cho thị trường, vừa giúp nông dân yên tâm gieo trồng, đảm bảo không mất giá nông sản. Thì cũng có tạo điều kiện cho người dân, như những người làm rẫy thì người ta cũng có cuộc sống, người ta cũng được ổn. Tại vì mình là người mua, thì cũng như các bán hàng để thu mua trong nhà vườn, thì người dân thì cũng cuộc sống người ta cũng... Là địa phương có truyền thống chuyên canh rau màu để phục vụ cho thị trường trong và ngoài địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới đã chỉ đạo xã Kiến An chủ động bám sát đề án sản xuất, theo dõi thời tiết, nghiên cứu nhu cầu thị trường, lựa chọn những loại cây trồng thích hợp để đảm bảo ổn định đầu ra cho người nông dân. Cùng với đó, địa phương duy trì hiệu quả hoạt động các điểm đầu mối nông sản, tạo điều kiện các luồng hàng nông sản xuất nhập được thuận lợi. Thưa quý vị, năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được giao chỉ tiêu tiếp nhận khá đông chiến sĩ mới huấn luyện tại Trung đoàn 892. Đến nay, đơn vị đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, cảnh quan, doanh trại, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới nhập ngũ ngay sau lễ giao nhận quân vào ngày 9 tháng 2 tới. Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023, nhiều ngày qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khẩn trương chỉnh trang khuôn viên doanh trại xanh sạch đẹp, nâng cấp khu vực nhà ở, khu sinh hoạt, tạo ấn tượng tốt, thoải mái về môi trường sống cho các chiến sĩ mới ngày đầu bước chân vào quân ngũ. Trong năm 2023, thì Trung đoàn Bộ binh 892 được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao là huấn luyện khoảng là 500 là chiến sĩ mới. Hiện nay thì Trung đoàn đã là chủ động là củng cố, thứ nhất là nơi ăn, nơi nghỉ, thì dồn dịch nhà cửa. Trước mắt thì trên tinh thần là
trung đoàn tự cân đối điều chỉnh khối lượng công việc ở trong trung đoàn để đảm bảo trước mắt trong cái khả năng của mình. Công tác phòng chống dịch cũng luôn được là kiểm soát để đẩy mạnh, đặc biệt trong ngày tiếp nhận, rồi tổ chức cái các bộ phận tiếp nhận ở hai địa điểm làm sao phân công là chặt chẽ để đảm bảo cái ngày tiếp nhận là được chặt chẽ, là chu đáo, đảm bảo cho người chiến sĩ khi bước vào đơn vị ngay từ đầu là phải có một tinh thần là hết sức là phấn khởi, vui tươi và sẵn sàng bước vào nhiệm vụ mới. Việc tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ cũng là lúc đơn vị bắt tay ngay vào mùa huấn luyện mới. Do đó, ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất cho sinh hoạt, học tập, Ban Chỉ huy Trung đoàn 892 đã tổ chức lựa chọn tập huấn cán bộ khung huấn luyện, chuẩn bị giao án, bài giảng. Các đơn vị trực thuộc cũng chủ động thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức quản lý, rèn luyện bộ đội để sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới với khí thế, quyết tâm cao. Để làm tốt cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới, thì đơn vị đã tích cực làm mọi công tác chuẩn bị về bổ sung, tu sửa, thao trường, vật chất, bãi tập, chuẩn bị về văn kiện huấn luyện. Bên cạnh đó đảm bảo về các mặt công tác ăn ở và công tác kỹ thuật kiện toàn, cũng như là cấp mới, bổ sung về vũ khí trang bị. Có thể khẳng định rằng đến thời điểm này đơn vị đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới năm 2023. Trên cơ sở hệ thống mô hình học cụ sẵn có của những năm trước, đơn vị tổ chức củng cố, làm mới nhiều mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện với kinh phí hàng chục triệu đồng. Trong đó có những sáng kiến cải tiến mô hình học cụ được đầu tư mang tính ứng dụng cao. Hệ thống thao trường bãi tập cũng được củng cố, bảo đảm cho nhu cầu huấn luyện. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, thì trung đoàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, rồi sự hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Đây là điều kiện để trung đoàn là thực hiện tốt các nhiệm vụ là của mình, cùng đó là cán bộ của trung đoàn luôn được là kiện toàn, đã qua cái đào tạo cơ bản, do đó thuận lợi để bố trí khung đúng theo cái tinh thần chỉ thị 04 của Bộ Tổng tham mưu. Về cái hệ thống danh trại thì trung đoàn đã củng cố, mặc dù đã được xây dựng cơ bản kiên cố nhưng mà trung đoàn vẫn quan tâm thường xuyên củng cố, đảm bảo là cái tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới được khang trang và kết hợp với xây dựng chính quy xanh sạch đẹp. Hệ thống thao trường bãi tập phần lớn đã được xây dựng cơ bản, thì trên cơ sở đó cũng là cái bước đà để trung đoàn tiếp tục là củng cố để bảo đảm huấn luyện cho tốt hơn. Hiện Trung đoàn 892 đang khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức tiếp nhận thanh niên nhập ngũ và biên chế về từng đơn vị huấn luyện. Với sự chuẩn bị chu đáo của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, công tác đón nhận chiến sĩ mới năm 2023 sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công, giúp thanh niên nhập ngũ yên tâm rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nghĩa vụ trong quân ngũ. Chiều ngày 6 tháng 2 năm 2023, lãnh đạo huyện Chợ Mới đã đến thăm hỏi các bệnh nhân ngộ độc chè đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. Tại đây, lãnh đạo huyện Chợ Mới đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên và gửi tặng 30 phần quà, mỗi phần 300.000 đồng đến các bệnh nhân đang điều trị tại đây để các bệnh nhân yên tâm điều trị, đồng thời đề nghị Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tập trung chăm sóc, sớm hồi phục sức khỏe cho các bệnh nhân, hướng dẫn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe, giúp bệnh nhân sớm trở về với sinh hoạt đời sống hàng ngày. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 2, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, nấu chè đậu trắng. Đến rạng sáng ngày 4 tháng 2, bà Tuyết đem số chè này đi phát từ thiện dịp rằm tháng Giêng. Đến 23 giờ cùng ngày, hàng chục người có triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy nhiều lần. Tổng cộng có 35 ca ngộ độc được điều trị, trong đó 31 ca được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu, 4 ca ngộ độc nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, tổ chức thăm hỏi và trao tặng 128.180 suất quà gồm tiền mặt và hiện vật cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền là 74 tỷ 237 triệu đồng. Trong tháng 1 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động theo phương châm
mỗi đoàn viên người lao động đều có Tết thăm hỏi trao tặng 128.180 suất quà gồm tiền mặt và hiện vật cho đoàn viên người lao động với tổng số tiền 74,237 tỷ đồng. Trong đó, các hoạt động nổi bật như đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và động viên trao tặng 60 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức lễ khai mạc chợ Tết công đoàn năm 2023 trao tặng 200 suất quà Tết do Tổng Liên đoàn hỗ trợ trị giá mỗi phần quà là 1,3 triệu đồng, cho bảng tượng trưng tặng 10.333 suất quà Tết với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng và 8 căn nhà máy ấm công đoàn trị giá 400 triệu đồng. Cùng với đó là chuỗi hoạt động chợ Tết công đoàn diễn ra trong 3 ngày với 76 gian hàng ưu đãi giảm giá, gian hàng không đồng, gian hàng ẩm thực cùng nhiều mặt hàng thiết yếu, hội thao công nhân viên chức, người lao động mừng Đảng mừng xuân và chương trình văn nghệ chào xuân năm 2023. Thưa quý vị, an cư lạc nghiệp là niềm mơ ước của nhiều người, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đất ở. Còn đối với những người chạy thận nhân tạo, bên cạnh những nỗi đau do bệnh tật hoành hành, mối lo về kinh tế cũng rất lớn. Dù có bảo hiểm y tế nên nhẹ gánh tiền thuốc, nhưng việc đi lại thường xuyên khiến họ khó khăn cả về sức khỏe lẫn tiền bạc. Bằng sự chung tay giúp sức của cộng đồng, mới đây, Hội Bảo trợ Người Tàn tật Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo thành phố Long Xuyên đã đưa vào sử dụng ngôi nhà tạm trú cho bệnh nhân thận, qua đó giúp họ được sống trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, vượt qua khó khăn bệnh tật. Hơn một tháng nay tại căn nhà số 53, ngôi dân sở khóm Đông An, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, trở thành mái nhà chung của những người chạy thận nhân đạo từ nhiều địa phương. Căn nhà này do bà Nguyễn Bảo Châu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn tật Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo thành phố Long Xuyên vận động các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân xây dựng nên nhằm cưu mang chăm lo cho những người đã kiệt quệ cả sức lực và tài chính về căn bệnh suy thận mãn tính. Căn nhà gồm một trệt, hai lầu, có tổng diện tích trên 103m², có sức chứa 44 bệnh nhân. Mỗi tầng được trang bị giường 2 tầng, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và đầy đủ các trang thiết bị, với tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị là 2,8 tỷ đồng do các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Một tháng đã xong nhà khánh thành thì nói chung là ông bà nói là xây dựng đã khó rồi, quản lý rất là khó, mà hướng tới thì lo cho cái ăn cái ở của các bệnh nhân đây càng khó khăn nữa. Thì qua một tháng nói chung là vừa đưa bệnh nhân đi vào nề nếp trật tự, nói chung đến nay là tạm ổn. Mà từ khi mà có được ngôi nhà gì thì bệnh nhân đỡ rất nhiều, đỡ được chi phí đi lại, chi phí ăn ở, chi phí sinh hoạt. Nói chung là nó đỡ rất là nhiều thứ cho bệnh nhân. Rất cảm ơn là hội và các mạnh thường quân đã chung tay đóng góp để xây dựng ngôi nhà cho bệnh nhân thận chúng tôi. Hiện tại, căn nhà tạm trú cho bệnh nhân thận đã trở thành mái nhà chung của những người chạy thận nhân tạo. Và nơi đây cũng đã trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong hành trình gian nan mà họ phải trải qua. Trong gian khó, họ không cô đơn mà luôn được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của những người thân bên cạnh. Đây chính là động lực để những bệnh nhân chạy thận nhân tạo hướng về những điều tốt đẹp, đồng hành cùng nhau để chiến đấu với bệnh tật, dẫu chặng đường phía trước sẽ còn nhiều nỗi đau và vất vả. Dù mình cũng như bệnh hoạn mà ở xa nhà, nhưng mà cũng được mạnh thường quân cắt cái nhà ở sạch sẽ, khang trang, mình cũng rất là vui. Tuy xa nhà nó buồn nữa không, nhưng mà mình ở đây thì cũng rất vui, sạch sẽ rồi cũng bệnh nhân ở chung nhau đó, sống nương qua nương lại. Trong dịp Tết này thì hội cũng cố gắng vận động chung luôn, là trong đó có bệnh nhân thận thì mỗi người phải có cái phần quà để về quê ăn Tết, có cái thờ cúng ông bà. Thì cái này là mình đã lo xong, hội đã lo xong. Rồi hướng tới lâu dài nữa thì hội sẽ tùy theo cái hỗ trợ của mạnh thường quân mà mình có hỗ trợ thực tế. Cái thứ hai là mình tạo cái tinh thần đoàn kết. Lúc trước là nói chung là chưa có cái tinh thần đoàn kết đó, nhưng mà sau khi về nhà thận thì hội cũng cố gắng thuyết phục mình cho các bệnh nhân với gia đình thân nhân đều biết thương yêu nhau, đoàn kết thì bây giờ rất là ổn định. Rồi người mạnh thì giúp những người yếu, thì nói chung là có tương thân tương trợ. Những bệnh nhân chạy thận ở đây, nhiều người trong số họ lâu lắm rồi không về nhà, nhưng đối với họ, ngôi nhà tạm trú đã mang đến sự ấm áp của tình người, tiếp thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật, mang đến cho họ niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Thưa quý vị, sáng nay 7 tháng 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tiếp Tổng lãnh sự Singapore Roy Khor và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại An Giang. Cùng tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang bày tỏ vui mừng được tiếp đón Tổng lãnh sự Singapore Roy Khor và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại An Giang. Giới thiệu với ngài Tổng lãnh sự Singapore, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh An Giang có vị trí địa lý quan trọng là vùng trọng điểm kinh tế thương mại giữa ba thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và thủ đô Phnom Penh của nước bạn Campuchia. Với hai cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu quốc gia, một khu kinh tế cửa khẩu, An Giang là cửa ngõ giao thương giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các nước tiểu vùng sông Mekong. Thế mạnh của tỉnh là phát triển nông nghiệp, trong đó hai mặt hàng chiến lược là lúa gạo và cá trà, giá trị xuất khẩu hàng năm gần 700 triệu đô la Mỹ, đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt 1,155 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Thời gian qua, Singapore đã nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp và thủy sản từ Việt Nam. Trong đó, riêng An Giang, năm 2022, Singapore đã nhập khẩu của tỉnh trên 32.000 tấn gạo, trị giá gần 22 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu trên 3.700 tấn cá đông lạnh, trị giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Với 5 khu công nghiệp và 35 cụm công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích gần 900 hecta, hiện nay tỉnh có 35 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động tại 14 cụm công nghiệp, 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 305 triệu đô la Mỹ, tổng vốn thực hiện là 176 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đang có chủ trương triển khai xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ tạo thuận lợi kết nối giao thương giữa An Giang và các tỉnh thành trong khu vực với Campuchia và các nước tiểu vùng sông Mekong. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, An Giang sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tháng 8 năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời ngài Tổng lãnh sự và các doanh nghiệp Singapore tham dự sự kiện quan trọng để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Không chỉ có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển, lãnh đạo tỉnh An Giang sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Song song đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn ngài Tổng lãnh sự tiếp tục giới thiệu chương trình hợp tác giáo dục giúp tỉnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chúc ngài Tổng lãnh sự Singapore và đoàn công tác có chuyến công tác thành công và tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng lãnh sự Singapore Roy Khor trân trọng cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã đón tiếp nồng hậu. Ngài Tổng lãnh sự cho biết, Singapore và Việt Nam có mối quan hệ rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đến Singapore bắt đầu vào ngày mai 8 tháng 2 là minh chứng sống động cho mối quan hệ tốt đẹp đó. Năm 2023, Việt Nam-Singapore cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Với vai trò của mình, ngài Tổng lãnh sự sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam và Singapore có nhiều tiềm năng thế mạnh, trong đó có tỉnh An Giang. Tổng lãnh sự Singapore đánh giá cao tiềm năng cơ hội hợp tác giữa tỉnh An Giang và Singapore, khi mà Singapore có nhu cầu rất lớn về lương thực, trong khi An Giang là tỉnh trọng điểm sản xuất lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam. Nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh An Giang vào tháng 8 năm 2023 là một dịp tốt và ông sẽ tăng cường kết nối các doanh nghiệp Singapore đến tham dự sự kiện này để tìm hiểu môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại An Giang. Ngài Tổng lãnh sự Singapore chúc các đồng chí lãnh đạo và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo. Kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thưa quý vị, như đã thông tin, 35 ca ngộ độc ăn chè từ thiện nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Chợ Mới ngày 4 tháng 2 vừa qua, trong đó có 4 ca nặng phải chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Đến nay, còn 2 ca nặng vẫn đang nằm điều trị khoa hồi sức tích cực ICU và được lọc thận, lọc máu liên tục. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, 4 ca bệnh ngộ độc do ăn chè đậu trắng cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bị sốc nhiễm trùng rất nặng. Sau thời gian điều trị tích cực, đến nay có 2 ca đã ổn định, được chuyển qua khoa nội tiêu hóa. Riêng 2 bệnh nhân suy đa cơ quan phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực, trong đó có 1 bệnh nhân còn nguy kịch, tiên lượng khả năng tử vong cao, 1 bệnh nhân tiến triển tốt hơn.
Bệnh nhân tên Hồng nặng hơn là do tình trạng nhiễm trùng nặng hơn và bạch cầu rất là tăng cao và cái nó suy ra cơ quan phải thở máy, đặt nội khí quản thở máy luôn. Và sáng nay thì bạch cầu cũng còn rất cao và chúng tôi đã cho thuốc kháng sinh tối đa rồi liều thuốc vận mạch để mà cho nó tăng cái huyết áp lên thì dùng cái liều cũng rất là cao. Nói chung là bệnh nhân Hồng thì tiên lượng còn rất là nặng thì chúng tôi đang theo dõi cũng chưa có xác định được là nó coi như là kết quả nó tốt hay không. Tuy nhiên mà cố gắng chúng tôi cho trong cái khả năng thì cố gắng hết mình. Trước tình hình nguy kịch các ca nặng, Sở Y tế An Giang đã tổ chức đoàn đến kiểm tra tình hình sức khỏe của 2 ca ngộ độc nặng đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực ICU, thăm hỏi động viên các bệnh nhân. Tại đây, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang nỗ lực bằng mọi giá phải cứu sống 2 bệnh nhân nặng. Các chi phí điều trị trước mắt, bệnh viện hỗ trợ để bệnh nhân yên tâm điều trị, đồng thời tiếp tục theo dõi, có giải pháp điều trị thích hợp. Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền cũng chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, lấy mẫu xác định kết quả nguyên nhân gây ngộ độc, đồng thời gửi mẫu về cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang xác nhận nguyên nhân nhiễm khuẩn và nhuộm gam để định hướng điều trị các ca nguy kịch hiện nay và cho cái khuẩn. Dự kiến vào ngày mai 8 tháng 2 sẽ có kết quả định danh được vi khuẩn ngộ độc này. Và cho luôn làm cái kết quả kháng sinh đồ để định hướng về các cái vi khuẩn còn nhảy với kháng sinh để điều trị tích cực cho người bệnh nhanh chóng hiệu quả để giúp làm sao cứu sống được tính mạng của người bệnh và ổn định được tất cả các cái trường hợp ngộ độc này trong cái thời gian sớm nhất. Và Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra giám sát rồi thông tin tuyên truyền đến người dân, đến tất cả các cái cơ sở kinh doanh, đặc biệt là những cái cơ sở mà kinh doanh cái thức ăn đường phố. Theo ngành y tế An Giang, có 88 trường hợp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm do ăn chè đậu trắng phát từ thiện. Tuy nhiên, ngoài 35 ca nhập viện với các dấu hiệu như nôn ói, tiêu chảy, thì 53 trường hợp còn lại bị nhẹ, tự mua thuốc điều trị. Hiện nay đang vào thời điểm nắng nóng, lại ngay dịp diễn ra nhiều lễ hội, nên nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm là khá cao. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo, trong chế biến thức ăn phục vụ đông người, cần chú ý đảm bảo quy tắc năm sạch, tuân thủ quy tắc vô khuẩn trong quá trình chế biến thức ăn, không nên lưu trữ thời gian quá lâu, bảo quản không an toàn, dễ gây nhiễm khuẩn thức ăn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Võ Nguyên Nam, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tham dự. Năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng toàn diện, đồng bộ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với tình hình địa phương, được nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng công an làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua phân loại, toàn tỉnh có 845 trên 879 khu dân cư đạt xuất sắc và khá, 503 trên 505 cơ quan đạt xuất sắc và khá, 256 trên 257 cơ sở giáo dục đạt xuất sắc và khá, 145 trên 156 đơn vị hành chính cấp xã đạt xuất sắc và khá, 11 trên 11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt xuất sắc và khá, không có loại yếu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình biểu dương kết quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Qua đó đề nghị cả hệ thống chính trị tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền là cung cấp triển khai xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, xây dựng xã phường thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Pháp tôi thay mặt Ban Chỉ đạo, tôi xin phát động và đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trong tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tích cực thi đua tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội trong tỉnh ngày càng phát triển văn minh hơn, giàu đẹp hơn. Đề nghị các đơn vị, các địa phương
tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 11 tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 16 tập thể, 11 cá nhân. Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen cho 45 tập thể và 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.